Rồi rồi rồi, thời tới rồi bạn ơi. Đó, trời ơi, chờ đợi cảnh này nãy giờ nè. Con này dữ lắm bự rồi. Kì coi. Nó quấn qua cây bên đây nè. Đó đó đó, con gì đây? Đó đó, đó đó. Này giật nè, giật nè. Giật coi, giật coi. Quá đã. Vậy mới sướng nè. Tưng 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 tưng. Quấn đầu dữ rồi. Đâu rồi, còn không? Còn. Ủa, ủa. Kỳ đi. Lóc chê. Lâu nghi nồi này lên luôn nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chiều nay chuẩn bị chiến tiếp bạn ơi, bó cần câu thả. Mồi cũng móc xong rồi, mồi thì trùng hổ. Mấy chuyến rồi thả mồi trùng trùng quắn cho nó không có ốc phê lắm, nên chơi là trùng hổ. Nãy mình thả mấy con nhỏ, còn mấy con bự rồi tối đi thăm. Con nào nấy ớn ốc không? Trùng nhìn như là con giun vậy đó. Nó nói với con trùng nhìn như lương như bạn bự rồi nè. Hết có biết không nè. Ghê hồn không? Gì gan con lương luôn á. Nước bên này lớn quá trời lớn luôn bạn ơi, ngập bình địa luôn rồi. Chắc này trên giường là ngập lấm bấm luôn á. Nay tràn tuốt trên cái bậc thềm luôn, cái cầu tuốt tuốt dưới á. Nước năm nay lớn. Tình hình năm nay lớn hơn nước mỗi năm. Mỗi năm nước đâu có lớn dữ vậy. Tháng sau mình nghĩ tháng sau nước còn cao dữ hơn nữa. Nước lớn ghê không? Cái chạy giỏ mình nó ngập tới nóc luôn. Banh ta lông ở trên này, không gài chưa có không làm lợi nữa. Cái sân mình dắt này nó xì xì vô gì nè, chứ một xíu nữa là nó ngập lên cả gan luôn á. Bữa hổm nó ngập cao hơn gan nữa. Không gài chắc cá mình nó có đi ra rồi, có thất thoát rồi. Số lượng thì chưa thể thống kê chính xác được. Sáng cha mình thăm cái lú sau hè dính con cá chê đâu 3-4 kg, 3 kg mấy mà nó ngọt rồi. Đem vô muối chiên luôn, chắc cá trong hầm thoát ra đó. Nên chiều nay mình thả vòng vòng mương nhà có con nào tẩu thoát không, săn bắt lại coi. Như lại có con nào đi lạc không. Đây có cái đập nè, đập này chảy vô mấy mương mình nè, bởi vì cá nó vô ra hoài. Rồi xích sau hè mình chịch ra đẳng con. Ờ trời trời, cá lóc. Ủa bành trướng luôn. Ủa cá lóc bành kỳ luôn, hồi thả đang phao mới ghê nè. Lên nằm đây nè, chắc lên nó ăn trùng quá. Bước lại chảy hù quá vậy. Chắc này nước vô kịnh 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 luôn. Đập này đập nhỏ ngay vô vườn nhà mình, còn cái đập sau hè mình đập lớn đằng kia bự lắm, nó vô ầm ầm nắng nó cũng nối đuôi với vườn mình luôn, nên cá nó ra vô sông hoài. Rồi giờ thôi lên bờ rồi thả câu bạn ơi, hy vọng tối nay dính nhiều cá nha. Tiếp tục đại chiến bó cần câu thả mồi trùng hổ. Đi không đi ông Ben, đi không thả câu nè, đi rồi chạy vậy đó, nhảo đi thả câu mà, đi nè mày. Nó đường chuột kìa, thao lôi kìa, đó đó chuột kìa, đó mấy chó này nó cũng diễn hài vậy lắm. Nó thấy sách máy khuyên là nó phái lắm, hai bằng quen đó. Nháo đó, lính của mình đó ghê chưa. Ba đứa Ben phóc nhảo, phóc thì phóc già thì làm biến lội lắm, mà lúc này cũng tập tụ lội theo rồi. Còn Ben với nhảo thôi khổ phải nói tới luôn, tối ngày dọc nước suốt, nước ngập lên khoái lắm, gà chấm chấm gượt mấy thằng lòi như chân á, giật lộn gan nít vậy á, hổng cắn lộn gãy răng cửa luôn nè. Tôi cái mỏ mày coi nè, gãy cái răng bên đây, giờ kêu nó mà cơm nhảo súng răng mắc cỡ vậy, đưa cái răng cửa răng súng ra coi nè. Gãy cái răng cửa mất tiêu rồi, còn nửa cây à. Nhỏ chứ sung lắm, láo lắm. Chó tao bành trướng người nhào cắn lộn. Thôi đi chiến các bạn ơi, để chiều tối à. Xàm xàm rồi tối hù thả rồi xong có câu luôn á. Lúc này chuẩn bị có mặn nha các bạn ơi. Sắp chín rồi nè. Bự rồi. Cả này chấm muối ớt là ngon rồi ha. Quá trời cây mặn luôn. Hết hồn mày. Mấy gà bạn ơi ngủ trên cây mặn. Giữ cây mặn. Bật đèn hết hồn. Trái ghê ha.
Nhà mình giờ còn có cây một duy nhất nè, bây giờ ăn trái dữ lắm, trái luôn. Mấy con gà ngủ trên đây nên nó bón phân luôn à, mình chỉ cần xịt thuốc là được. Chứ là mình bọc này cũng đỡ cái vụ thuốc đó. Lúc nó trái nó hơi còn nhỏ nhỏ, vừa mới rụng nhị sạch nhị á, cái mình xịt thuốc ngang cái mình bọc vô cái là đợi tới chín ăn luôn à. Cá này nè mình bịch nè, đợi tới chín luôn à. Ngon. Bây giờ không bọc thì phải xịt thuốc liên tục mới được. Thì không chịu nổi mấy con dòi đâu, nó tấn công ghê lắm. Ngon ha, quá xa đã luôn. Mặn này cũng hơi bị có giá luôn á, 30-40 ngàn viên kilo, có trái là cân luôn á. Mà nhiều đây không đủ mình ăn. Cả này đâu muối ớt là lụm phà phà rồi. Quá im. Rồi thôi mời bạn cùng mình đi thăm câu băng ơi, dạo dạo cái mặn hoài, chọc bạn thèm không chết luôn. Nhắc này mà cắt kè nó kêu khí thế luôn bạn ơi. Cái điện thoại này mình đang quay nè, mới mua nó có xài chưa được năm nữa. Bữa hổm đi quay trời mưa cái nó bị ghè cái lo, cái hổm gài đi lên trên chỗ chỗ bảo hành đó, chỗ mua điện thoại bảo hành đợi, bây giờ bữa nay đem đi mới lấy về chiều. Nhắc này đi quay mà nãy giờ thấy cái lo nó ghè ghè nó, cái camera nó hư luôn rồi, mờ câm luôn rồi. Bữa hổm còn xài ngon, bữa nay camera bạn nhìn thấy nó cái hình ảnh ra sao đâu kỳ cục đó. Này chắc mơ đem trả nữa quá chết luôn, thua thua cái điện thoại này lỗ vốn rồi, xài chưa được bao lâu chân banh chạnh chứ. Bữa hổm nó gà rồi cái hồ hồ mình bỏ rồi đem lên chảnh bảo hành, không gà cũng có từng lễ rồi, mua chưa được năm nữa, giờ quay thấy nó gồ gồ nữa. Nãy mình thử cái lo thấy nó gà gà nữa, không biết con bạn coi đỡ đỡ đi lỡ rồi. Nhưng lẽ này chạy về nhà lấy cái điện thoại kia nữa chơi luôn, test hàng luôn. Trời ơi, mới ra gặp hai đứa nằm ngay trong cái phao mình gì nè, rồi sao dính cá được, thôi gầu luôn, làm ăn đâu ngay trong nhăn ngay chân cái phao luôn. Không được rồi nghe ha. Thấy camera nó cảm giác nó sao đâu đó, kỳ kỳ ngổ ngổ. Tính ra lúc trước mình mua cái Note 9 nhưng mà xài ngon, tới giờ vẫn còn ngon, quay phim im luôn. Đó mua về cái đó tính ra nó trải qua phong ba bão tố dữ lắm luôn, nó rớt xuống nước rồi mấy quận rớt nó xong rồi bể màn hình thay màn hình vậy mà tới giờ vẫn còn ngon. Còn cái này mới đây mà nó thấy nó chất chất, bởi vì đồ điện máy này hên xui quá, cái này thấy xui đó, lỗ vốn rồi, quay chưa được nhiều clip hết trơn mà không gãy gánh này. Trời ơi gọi luôn, thôi gồ rồi, tới luôn các bạn ơi. Tình hình này là tình hình gì đây, bóng 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 bằng bàn. Để vô gần thì nhìn thấy nó rõ nè, nhưng mà lúc cái máy xa thấy nó sao đâu quá, cái ảnh hình ảnh nó tái tái ngộ lắm, không giống như lúc trước. Đi luôn đi mày, đừng có ám nữa nha, mới vô hang cá bóng là không mê rồi đó. Chứ gọi mới vô dính con cá bóng bắt nó, tới cuối cùng dính được con cá lóc nè, chứ này thôi thả nó luôn coi sao. Thôi hình như thấy có nó có lôi vô đây hay gì bạn ơi, cái giống này nó có lôi nè, rồi chiều mình để trên cỏ nó lôi qua hướng đó đó, lôi lọt vô cọng cá muống luôn rồi, cứng ngắt rồi bạn ơi, cứng lắm lôi thuốc vào đó kìa, lôi vào đó đó, con này chắc lương lôi nè. Lương mé này chắc lương chín không biết, lâu vào hướng này nè, tán con lương thứ dài cái cây cá dính ăn lâu ra ngoài không, mà lương nó lâu vô mé sảy luôn hết về, thấy nghi nghi vậy đó, cũng còn cứng quá nè. Ê ê con gì nè, hình như lương nó đụng cái đầu nó nè, phải ta lương thiệt hay lương giả,
dây nhựa rồi đây nè, chưa tới nữa. Rồi lươn thiệt bạn ơi, lươn nhỏ nè. Kệ, mới thả cá bóng bắt lại lươn cũng được, dù sao lươn cũng hên hơn cá bóng. Trận hổm có một trận mới vô dính con cá bóng kia, bắt cá bóng xong tới hồi tới cuối cùng dính con cá lóc nhỏ rồi. Bữa nay phải đổi không thủy mới được, không theo không bước theo vết xe đổ năm xưa. Chỗ này trống quá mà lươn cũng ra ăn đó ta. Chỗ này chiều cố tình thả kiếm cá mà con lươn cũng ăn trước. Quấn quá. Các bạn thả quen rồi con cá với con lươn ăn, bạn nhìn cái phao cách lôi biết liền. Cá nó ăn lôi ra mà với lại nó quấn không có giữ. Nó quấn sương sương à. Còn lươn ăn là lôi vô mà, lôi vô mé, lôi vô cỏ, lôi vô lùm. Nó quấn cứng. Nó cái phao gị gị là biết cá lươn. Con ăn dính mép ngoài. Trời lắm. Nếu phao này dính cá đã lôi gần mé đâu rồi đó. Rồi nó quặt lôi đó, rồi cá nằm trên mé, nằm trên mặt ghê nước. Nó vậy. Con lươn nó lôi chuối dưới. Rồi, con đầu tiên kệ. Cái này về kho xả cũng im rồi. Dính ngoài dễ gỡ luôn. Chiến lợi phẩm đầu tiên. Này gắn trúng bánh con gì khủng khủng. Kiếm tiền mua cái điện thoại khác coi. Cái này con, cái con này phải thuộc dạng là thủy quái mới mua được cái điện thoại rồi. Quay phim cho nó sướng rồi. Nếu mà móc vụ vợ mình cho bà xài cái này rồi. Kiếm tiền mua cái khác quay phim không? Chứ cái này quay hết im rồi. Thấy là nó không khoái rồi, nó thua cái kia nữa. Giờ nó chỉ có, không biết clip này quay về nó làm sao nữa mà. Thấy cái tình hình này không khoái rồi. Nó kêu những máy xà lúa ấy. Ê trời ơi, cái gì nữa vậy? Trời ơi, bóng vừa nữa ông nội ơi. Con gồ mới thả con kia, giờ dính con này nữa. Nhìn cứu gỡ nó, thả nó nữa chứ nó bắt nó. Mới thả con kia đó, giờ bắt con này. Đi con dương bên này. Chết luôn rồi. Nước lên bị con vừa nó dí quá rồi. Chịu hết nổi rồi. Nè, dính xình không à. Dính đi mày. Hẹn ngày không gặp lại nha. Mới móc vô lọt nha, đừng có dính câu nữa nha. Có hàng bạn ơi, đi là tới mới thấy. Đó. Cá lóc không bự lắm, cũng vừa ăn à. Có cá là vui rồi. Đó. Dính nhảy lên trên quấn nuôi vô đây nè. Đã. Lụm hàng, quấn dữ lắm, con này dính lâu. Nhảy vòng xe vòng mấy con lục bình chứ. Phải dính lươn nữa, cái đầu bằng cá lóc ngược đá. Kệ, cái này cũng vừa ăn rồi. Đụm. Còn cá lóc bị sên nữa nè. Lên hang. Cá trắng phiếu luôn. Cá này mấy sên đu quá. Sên giờ cũng đu cá nữa. Ngon ha. Cá này, cá lóc cá này thì mình chiên giòn hoặc là kho cũng ngon lắm. Thịt mềm, ngọt. Vô bào. Có cá, có lươn. Tính ngày nãy giờ dính cũng liền chứ chơi đâu. 4 con rồi. Mà thả 2 con rồi. Hy vọng là không gặp được mấy con thả nha. Mà mình nghe chắc có nữa quá. Nước lên này mấy ảnh hay đi phá đám lắm. Kệ, có cá nhỏ, có cá bự. Tiếp tục bạn ơi. Sau đây. Trời ơi. Ê. Cái gì đang chấm bạn ơi. Đằng này không dính nè. Đằng kia chấm rồi, đằng kia chừng dính chừng á. Trắng hết mồi. Phải không?
chỗ này chịu ngay cái hang cá chê. Ồ, cái phao còn đi thinh chết rồi, chỗ trong lỏng mà cái phao đi thinh là thấy hiểu rồi. Gì nó chấm chấm đó hết mồi luôn rồi, chắc nhái còn gì nhảy quá, bị lừa. Có hiện tượng văng mương nó mới có dính không, cái hiện tượng này cũng yếu quá rồi, chết luôn. Sáng chàm thăm cái lú nè, dính cá chê 3 ký mấy mà nước nó lên cái nó ngợp bằng thịt chiên như một mâm luôn, không có gì chứ. Đi dùng đeo người ta rồi, đi con gì chết luôn rồi, trắng trắng tính đồng lương chứ không phải rồi. Hết mồi luôn, mấy cái mùi hôm nay chất chết nữa ta. Nước gông thả là không gài đi, mấy bữa nước gông thả dở quá, coi bữa thả nó kém mà trúng ghê. Nước gông thả nó chất chết không còn mồi nữa, lỡ rồi thay mồi mới luôn cho nó ngon. Tối nước gồng tối nó dính, cũng có khi nước gồng cái nước lớn quá cái cá lên bờ nó bắt trùng bắt nhái nó ăn, cái nó không có kiếm mồi mình ăn, cũng có thể là vậy. Còn nước kém thả xuống nghe hơi lại lụm đói mồi chết nữa, hết mồi luôn. Ngày cua còng gì phá không phải cá. Dính chuột luôn bạn ơi, này chiều trao anh gài gì nè, lỡ ăn chứ mít nè. Ông lấy gặp gài dính đựng chuột luôn, ngon hay vậy chứ. Bữa hỏi ông gài vào bên kia dính 20 cống bành trướng luôn á, thảy 3 mít xuống cho ốc ăn cái tha lên ăn á, xách cái gặp lên cái bữa dính 20 cống bành kia solo luôn. À, dính con chuột cơm nè, để đi luôn đi, cơm bành trướng ha, có mồi luôn á. Ghê. Sáng thế nào cũng gỗ con tin lên thăm à. Ê, thấy có lôi kìa. Lôi này dính không đây? Thế nó lôi chìm cái phao rồi nổi lên lại. Nó lôi chìm cái nổi lên lại chui xuống cong cong nè. Ui, nhảy xìu luôn, chết luôn. Này, cái này lương nha các bạn ơi. Lương. Xe gục hết biết không, lương nhỏ, lương nhỏ cái lương bự dính nè. Xe hết biết xe nùi. Đi thả câu mà thả mồi trùng này sợ mấy con lương khóa mồi lắm, mấy con lương nhỏ nhỏ khoái trùng lắm. Hôm nay thấy có gớt gớt nè, chiều gác trên cái cọng cỏ. Ồ, dây dùng đeo chết. Ê lụm hàng nha, xàm thiệt chứ. Con này ăn rồi dậm chân tại chỗ luôn rồi, rồi nó lưỡi cầu nó móc ngoan móc ác luôn nè. Ngấm của tỏi luôn rồi, có con muối chiên luôn. Con này móc tịch quá, lật xe buýt luôn, quấn vô cọng cỏ nằm đó luôn, rồi móc chỗ hàm trên luôn, thứ nào mà chịu nổi. Ghê thiệt, lưỡi bén, lưỡi này chặt lưỡi mới. Lưỡi mới người ta đúng rồi, phao mới cáo. Lưỡi mới bởi vì còn bén. Đây, lụm, con này bự con nãy. Cái muối chiên. Vô tuổi. Ba em. Tạm ổn, tạm ổn. Cứ thế phát huy. Ốc bự quá, lụm ốc trước đi, tính gì tính, vô mày, vô túi luôn, gom ra nặng nặng cái túi, em kệ, nãy giờ cái túi nhẹ quá, thì còn gì quấn dữ rồi nè, rồi chết các bạn, hết mồi,
các con. Chỗ đám bèo đã hết biết, chỗ này chiều thả yếm ghê luôn, không có cá đâu. Rồi, thời tới rồi bạn ơi. Đó, trời ơi, chờ đợi cảnh này nãy giờ nè. Con này dữ lắm bự rồi, kì coi. Nó quấn qua cây bên đây nè. Đó, con gì đây? Đó. Nè, giật nè. Giật coi. Quá đã, vậy mới sướng nè. Tưng. Quấn đầu dữ rồi. Đúng rồi, còn không? Còn. Ủa. Kỳ đi. Lóc chê. Lâu nghi nùi này lên luôn nha. Đâu rồi? Ui, cá lóc bạn ơi. Cá lóc. Khủng. Lên bà. Tôi rồi. Đúng thứ mình cần bạn ơi. Thời tới rồi. Ôi, dính mép luôn nè. Hên. Quá xa cá lóc rồi. Vô. Quá xa đã. Từ xa bước lại giật bưng nữa. Quá cá bự bạn ơi. Con này cũng mém sảy luôn á. Này mà đừng múa lửa xíu sảy luôn á. Nó giặt sao mà cái lưỡi nó văng ra ngoài luôn rồi. Này mà giật cái nữa là sức luôn á. Này nắm con dây mình giật. Thấy không, sức luôn rồi nè. Ôi ơi, hên. Đó. Nó dính sâu trong rồi, nó dễ họ văng tuốt ngoài nè, nó xé mép từ từ ra. Đó, giục luôn. Quá đã rồi, hên. Mà múa xíu nữa là bay mất tiêu cá luôn rồi. Rồi xé mép từ từ dài ra kìa. Quá trời ơi bạn ơi. Lóc khủng. Ý. Lên đây rồi không có xuống được đâu. Lóc khủng nghe. Vô. Súng lên liền thấy không? Trời ơi, thả câu mà dính mấy con gì nè, mấy đá nè. Súng mà nó xiên nữa. Rồi, tiếp tục. Quay mà đó. Mùa xuân ô về. Nãy mới vô thả mấy cái bóng trước là quyết định sáng suốt. Để mấy con bóng ám nó chết luôn á. Ồ, cá này chắc cá đực quá ta. Hơi ốm ha. Con này mà mập lên cái hơn nửa kilo. Mà con này cũng có 400 gram. Rồi, vô. Mất trời ơi. Trời, vô túi có cảm giác liền mới chặt. Bỏ vô cái phịch như cục đá vậy. Quăng dai. Rồi, móc mồi tiếp tục bạn ơi. Cứ thấy bắt quy. Dính con cá lóc cái sung và khía lên liền luôn bạn ơi. Các này mà hên dứt thêm con nữa cái ha, không biết sao luôn, phao không giật rồi. Nãy trời mới vừa bước lại à, giật bưng, vơ cái đèn con cái giật bưng. Cái này có ăn không, dính này con gì lôi vô bờ vậy ta. Này chắc cá bóng quá, chết rồi. Rồi. Bạn nhỏ mình phát hiện con chuột bển à, nãy em quên máng lên cây. Hồi vòng qua máng lên cây được để nó quần hộp xịp lép cái gặp luôn. Nó mà thấy chuột một cái thôi khổ, nó nói tới luôn quần dữ lắm. Rồi. Liền gặp xong rồi chứ đâu. Thôi rồi, quậy quá rồi anh ơi. Nãy chó nó quăng cái gặp xong. Lâu chuột lên chuột thở oxy luôn rồi. Không biết qua khỏi đêm nay không nữa. Máng đại lên cái mít luôn rồi. Sáng lên tính. Biết lắm mà, nhão nó quậy dữ lắm. Nó gặp chuột nó quặn ghê lắm. Vòng vòng nhà mà đi. Chết rồi. Trong nhà mà nó phát hiện chuột cái nó chạy thôi, nồi niêu son chảo rồi đổ bể chứ. Mê chuột. Mà không có làm nên trò trống chân á. Rượt cái hòn chuột chảy tiêu à. Chiều nước ngập lúc cái đầu bờ luôn. Bẹo trôi. Nhắc này mình thăm cũng hơi khuya. 9 giờ mấy. Đợi cho nước nó giật mới thăm dễ. Chiều nước lớn quá.
nước ngập cá lên bờ thả dưới mương nó ăn. Kỳ ta. Thấy gì cái nước giật giật này sáng vào chúng á. Chiều thả quấn vô cái nồi luôn, sợ lôi mất. Cho lôi cái bụi này đi luôn. Mương này trong lỏng. Chết luôn cái gì. Từ lúc dính cá lóc bự đi giờ nãy giờ anh hơi ế ế rồi nha. Ồ cái phao. Ê con gì vậy? Con gì lâu nè. Con dính nè. Con chà. Chiều thả vô bụi chà ngon nhưng không có cá ta. Không dính nè bạn ơi. Chắc này gà gáy luôn bạn ơi. Ồ ồ ơi. Nửa đêm luôn rồi. Có 10 giờ hơn ạ. Tự nhiên nãy giờ khúc này vắng que luôn ta. Lụm con gì bữa cái. Hôm này như có con gì lâu như nè. Thấy nó ngã ngã trên ướt ướt mà. Ồ không phải rồi, chết rồi. Tính gã khu mình đây giờ. Ít cá chê luôn ta. Thả dính cá lóc mà cá chê không thấy luôn. Chứ thả câu mà trùng này chỗ nào có cá chê nó ăn dữ lắm ăn luôn. Nhảy lắm. Cá chê đây giờ thuộc hàng hiếm luôn. Giác này mình còn 2 phao nữa hết rồi bạn ơi. Hy vọng 2 phao này dính được con nữa được rồi. Cá lóc trọng trọng đi. Rồi phao này chết rồi. Thấy nó nằm cái tướng này thấy không có cá rồi. Hết mồi rồi, thay mồi luôn. Hồi chiều chủ yếu mình thả mấy cái mương đường nước nhiều. Kiếm ăn cá đi lạc đó. Nên tăng cường mấy mương đường nước mà thấy. Chết chết rồi, chết luôn. Không bay mương rồi. Xong, kết thúc buổi tối. Không dính rồi. Chắc luôn. Phải dính là văng mương rồi. Nhưng cũng còn dạng hết mồi ta. Rồi, thôi giọt băng đây. Về khu thành quả luôn. Mấy mương bèo nãy giờ nhưng mà chết hết trơn luôn. Khui hàng, khui hàng. Cũng được. Kiếm ăn được bạn ơi. Cá không nhiều nhưng mà được cái cũng ngon. Đó, thành quả. Ngon ha. Được con cá lóc này còn đầu gì nữa. Để lấy cái cân mình cân thử coi. Hai con này chắc đi rồi, ngủ rồi, ngủ luôn rồi. Khuya quá ngủ rồi. Lương này ngủ luôn. Còn con này dính là tỉnh. Con này dính mà mép. Bự. Đã thiệt chứ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 với 2 bún dừa nó 7 con. Được con này đỡ đầu. Ngon quá. Chạy lấy cái cân, cân luôn. Tèn 400g. Trời yếu 400g luôn. 390g mà bạn ơi. Còn mắt nhỏ nó mới tới 400g. 390 nè. 390. Không hơn không thiếu. Con này mà mọc cái bụng lên là 400g. Mà nếu dài cỡ khi mình tắt nữa là cỡ 600g, mà nếu dài cỡ 1 gram nó chắc cỡ 2 kg. Tính quá. Rồi, thôi vậy cũng ngon rồi. Hy vọng sáng mai. Hai con này cân luôn, 200g quá. 200g. Lương này nửa 100g nữa. 250g. Con cá lóc này 400g nữa. 650g ốc nữa, 700g. 700g bằng này. Ngon lành. Nó nói với dính được con bự này là đủ phê. Cần chi nhiều, quan trọng là chất lượng thôi. Chứ giờ muốn nhiều hơn cũng không có con nhiều đó. Muốn nhiều hơn thì đợi sáng mai bạn ơi. Rồi, chờ đợi kết quả sáng mai thôi. Giờ vô mấy con này cho vô tủ lạnh đi. Sáng tính. Tắm rửa ngủ nghỉ rồi. Khuya rồi. Nửa đêm rồi. Cá nhìn nó già ghê chứ. Sần màu ghê không? Rồi, hẹn bạn buổi sáng nha.